gì nó chết đột ngột, người ta buồn. Có người đàn ông người ta cũng khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Dạ. Yeah. Mấy cô, mấy chú người ta lại nó cũng khóc vậy. Nó nói tội nghiệp, nó bỏ mẹ rồi bỏ con rồi. Dạ, vậy rồi ảnh là trụ cột, là người lo cái tiền chính trong gia đình ba người. Rồi khi ảnh ra đi vậy rồi thì mai mốt cái công việc của cô vẫn tiếp tục là mình hái gạo hay sao cô? Đi lặt gạo vậy. Để hai bà cháu sống. Dạ. Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hiện tại mình đang ở cái cửa hàng điện máy và buôn bán đầy đủ tất cả các loại ở thị trấn Nhà Bàn quý bà con cô bác. Để mình đi đến đây để mình mua chiếc xe đạp cho cái bé mà 9 tuổi con của anh Chính, vừa mới mắc đột ngột ngày hôm qua mà bỏ lại mẹ già cùng con của mình, con Thơ. Thì rất là tội nghiệp, và niềm ao ước của cháu ấy là mong muốn có một chiếc xe đạp để đi học. Tại vì cha mắc đột ngột rồi, do đó là không ai đưa rước để đi học. Thì hôm nay mình thực hiện cái ước mơ của cháu ấy là mua một chiếc xe đạp để mang đến cho bé. Thì hôm nay vào lúc 2 giờ trưa thì anh Chính được bà con cô bác đưa đi động quan rồi. Thì bữa nay là buổi chiều mình đảo ra đây để mình lấy chiếc xe này về để trao cho cháu ấy, để cháu ấy thực hiện ước mơ là cố gắng học để tốt đẹp hơn sau này. Ở chiếc xe này hồi sáng anh dặn cưng rồi làm xong hết trơn chưa cưng? Dạ xong hết rồi anh. Xong hết rồi ha. Dạ, đầy đủ rồi. Tức là bơm bánh và chỉnh sửa dây sên với nãy kia đầy đủ. Dạ, rồi hết rồi ha. Đủ hết rồi. Dạ, vậy lẽ giá là 1,6 triệu giống mà sáng nói ha. Dạ, giá đúng là 1,6 triệu à. Cháu ấy thì thích cái màu xanh lá cây quý bà con cô bác. Nhưng mà mình ở đây cái tiệm xe mà kiếm xe mà cái lá màu lá cây chắc rất là hiếm hả em? Dạ, không có luôn. Do đó là mình lựa cho cháu ấy là cái màu hồng thôi. Rồi, đây anh gửi 1,7 triệu. Dạ. Thôi anh lại 100. Dạ. Thì mình có điện hỏi ý kiến của chị Út ở Đài Loan. Chị Út ở Đài Loan là kêu Cao Hớn mình trích quỹ thiện nguyện của chị ấy ra để mua chiếc xe đạp này để gửi cho cháu ấy đi học. Thì bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe đạp này đi đến nhà của cháu ấy và để trao, để cho niềm ước mơ của cháu ấy trở thành sự thật. Rồi cảm ơn em nha. Rồi anh Hải ơi, dắt chiếc xe mình đi lại nẵng luôn. Rồi bây giờ con thấy chiếc xe này sao? Dạ cũng được mà cũng đẹp. Đẹp không? Dạ. Chú xin lỗi nha, tại vì cái ước mơ của con là thích màu xanh lá cây. Dạ. Nhưng mà chú đi đến cái tiệm mua xe đạp á. Dạ. Cái màu xanh lá cây thì xe nó hiếm, nó ít, không có con. Dạ. Do đó là chú mua màu hồng cho con. Dạ. Được ha? Dạ được. Mừng không? Dạ mừng. Cảm ơn chú. Rồi. Tháo cái này anh Hải ơi. Tháo cái này ra cho cháu giùm, để cho cháu lên thử coi thử cái độ cao mình ấy cái yên cho cháu luôn. Tháo mấy cái bọc ra luôn. Quá đẹp. Tháo mấy cái bọc ra cho cháu. Không, nhiều lắm em. Rồi cái chút xíu con lên chiếc xe này con ngồi thử lên nha. Dạ. Nha. Rồi chừng nữa con kêu ai đó, bà ngoại đó tập cho con chạy xe trước được gành rồi con mới dám chạy xe đi học nha con. Dạ. Để chú Hải tháo rồi chú Hải thử cái yên cho con lên để cho vừa cái độ đó. Bà ngoại có trong nhà hả con? Dạ bà nội. Bà nội cháu quên. Con có nữa, bà ngoại với mẹ con trân trọng lắm. Bà ngoại có đây luôn. Rồi hồi sáng này á con đưa cha con đi về nơi yên nghỉ cuối cùng á. Dạ. Hồi lúc mấy giờ con? Dạ lúc 2 giờ. 2 giờ ha. Dạ. Con mơ ước mà có chiếc xe đạp này là con mơ ước hồi lúc nào? Dạ lúc nào con cũng quên rồi. Là hồi năm học lớp mấy mà con mơ ước có xe đạp để đi học? Dạ lớp 2. Năm rồi. Dạ. Là con mơ ước là có xe đạp đi học rồi. Dạ. Mà cha của con thì vẫn chưa có mua được chiếc xe cho con. Dạ. Thì cha của con thì cũng ra đi, do đó là con cố gắng con tự bươn chải với bà ngoại của mình. Dạ. Tự mình chạy bà xe nội, bà, nội. Bà nội rồi để đi học nha con. Dạ. Ráng tập xe đạp chạy cho nó vững vàng và cẩn thận. Dạ. Để đi học sau này rồi, cho bà nội của mình đó cực khổ mà đưa rước con đi học. Rồi dạ. Con leo lên thử đi được rồi. Con vịn cái tay thử coi cái độ nó cao cỡ nào. Con leo lên. Vậy là còn cao chưa?
À có chỏi chân được là được rồi. Không để xuống hạ cái yên thấp chút xíu nữa đi. Con bước xuống đi con. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Dạ con xin lỗi cô, hồi trưa con bận đi giúp đỡ mấy hoàn cảnh nghèo kia cô, 2 giờ con nói cô 2 giờ con qua để đưa tiễn anh đi đó mà con qua không có trễ, do đó con qua buổi chiều này. Dạ. Cảm ơn cũng nhiều. Cũng đưa anh ấy về nơi yên nghỉ cuối cùng rồi hả cô? Gần ở đây không cô? Ở bên hàng em á, đất bên em. Dạ, bên ngoài em của cô. Đất em của ổng. Dạ. Em của ba cái này. Dạ. Chứ mình cũng có đất. Dạ. Con cũng xin chia buồn cùng cô nha. Dạ, ráng giữ sức khỏe để hai bà cháu, để mình sống cho cháu đi học đồ tốt đẹp sau này hết cô. Dạ. Dạ thì thực hiện. Dạ thực hiện theo cái lời mơ ước của cháu Phương á, thì con mua chiếc xe đạp cho cháu. Chọn màu gì cho nó cũng được chứ. Dạ. Đó. Vì là nhớ con đạp con tập được rồi, miễn cái chân chổi tới là được rồi. Ủa có người tập cho cháu không cô? Như cô tập được không hay là có người tập cho cháu không? Bạn con gần nhà đây không? À bạn này biết chạy không? À, có ai cũng có xe, mấy bạn này là biết xe đạp chạy hết rồi. Có con là ở xóm này con khổ con không có xe. Vậy là vui vui dữ không? Vui. À vui thì phải cố gắng học ha nha con. À giỏi lắm. Rồi bây giờ dẫn xe chiều rồi chưa có tập được. Dạ. Con dẫn xe đạp vô và để phía trong đi. Dạ. Biết dẫn không? Biết. Đâu con tập dẫn thử coi. Cái chân mới mốt nè, coi chú chỉ cho, cái chân là cái này nè. Dạ. Mới mốt con phải đá cái này nè, con mới lên cái chân được. Dạ. Đó, rồi ngày mai bắt đầu tập xe nha. À, thì bên bên mẹ cũng như là ngoại của cháu Phương cũng về đây để dạ, lo hậu sự cho anh ấy cũng đủ ha cô. Dạ, về cũng về ngoại. Còn ngoại để đâu? Dạ, cũng như là ở đây một bữa hay bữa để lo thôi. Dạ, mơ ở chiều nay phải về. Dạ. Tại giờ nó có hồi cuối rồi, bây giờ có vô tiện đó. Dạ. Cho nó ăn nghỉ. Dạ, mình có thể vô đó mình ngồi trò chuyện chút xíu với con nha cô. Dạ. Dạ cô ngồi đây đi cô. Con lên đây ngồi đi con. Ừ, con ngồi xích vô đây nè. Gì con? Ừ, một trắng trắng. Để riêng chút bà ngoại kiếm cho con. Chút bà ngoại kiếm con. Quá không có đồ bạc. Dạ dạ được rồi cô ơi, cởi cái. Quá. Trời ơi. Thích vô màn hình nó vậy. Trời ơi. Quá. Giờ không gọi mấy anh em bạn bè hay là bà con cô bác của cô á, đi đến đây để đưa tiễn anh chính này đi đông không cô? Cũng mười mấy chục người vậy. Dạ có mười mấy người thôi. Dạ. Dạ. Cũng nó cũng có bạn bè đông lắm, người ta cũng về nhà xa hết. Dạ. Người làm người ta đưa. Ta cũng thương nó lắm, ta đi hết chứ nè. Dạ. Cũng đi lại đốt nhang đó. Con cái là cái con khi mà hôm qua con ngồi nói chuyện với cô với cháu Phương này nè, con cũng nghẹn lời lắm. Tại vì trong một năm á mà cô lại mất mát hai cái nỗi đau chồng rồi lại con nữa. Nó còn nhỏ, thằng trai nó còn nhỏ tuổi quá. Ảnh sống lúc ảnh sống thì bà con cô bác rất là thương ảnh á cô, ảnh hiền lành. Đi đông lắm, ta thấy nó ta khóc luôn. Đây là ta thăm, ta thấy nó gì nó chết đột ngột, ta buồn. Có người này năm mà ta cũng khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Dạ. Mấy cô, mấy chú người ta lại nó cũng khóc vậy đó. Ta nói tội nghiệp nó bỏ mẹ rồi bỏ con rồi. Dạ vậy rồi ảnh là trụ cột, là người lo cái tiền chính trong gia đình ba người. Rồi khi ảnh ra đi vậy rồi thì mai mốt cái công việc của cô vẫn tiếp tục là mình hái dao hay sao cô? Lặt dao vậy ta. Để hai bà cháu dạ. Sống. Dạ. Còn cháu Phương thì lúc nào rảnh thì sẽ đi theo cô để học về làm phụ bà nội. Là lặt dao luôn. Lặt dao với bà cô cải, với lặt hành, lặt hẹ, lặt hành tàu của hành thánh với bà nội. Chàng ơi, lặt nhiều dữ ra. Dạ. Con biết gành luôn. Dạ. Giờ lặt từng loại dao là biết hết luôn. Dạ.
khá nhưng giỏi rồi. Nhưng mà cải ngọt thì con không biết làm. Ừ. Bà ngoại chứ bà nội chỉ cái gì thì con làm cái nấy. Dạ. Ừ. Giúp bà nội nha. Bà nội giúp phải bà ngoại chứ. À. Nắng mà chú cũng đi quá trời. Dạ. Nắng là nắng hết sức mà chú cũng đi. Dạ, con đi mấy hoàn cảnh trên kia. Hôm qua con nói với cô là 2 giờ con đảo ra đây nhưng mà kẹt mấy hoàn cảnh trên kia sửa nhà cắt nhà đó rồi con đi đến đây chở á. Rồi con không có đốt một nhánh hương để đưa tiễn anh Chính đi được. Dạ. Còn anh Chính thì lúc trước thì nói là cái mái nhà trước này là ước nguyện là sửa lại cho cô đó phải không? Dạ. Là con thấy là cho 2 cây sắt. 2 cây sắt là 2 cây cột để làm cái này. Để làm đó. Mà còn dang dở như thế này. Dạ, nó chưa sửa. Mưa nó dột. Dạ. Tại vì thiết người ta cho cái cũ nó đụng lỗ. Dạ. Con xích ra bà ngoại đi con để cho thấy màn hình đó con. Dạ. Ôi mà chú ơi, chú bà nội con mà chú nói toàn là bà ngoại và con kêu bà ngoại ra nói chuyện chú luôn không? Dạ, thôi. Chú quên. Vậy là bà ngoại với mẹ cũng hôm nay cũng đến đây cũng thăm con với đưa tiễn cha con đi ha. Cũng ngủ chút xíu đi về thăm xe. Dạ. Rồi vậy rồi mai mốt là cô với cháu là ở nhà cô tự lo đi làm. Dạ. Rồi kiếm tiền rồi ở nhà mình tự nấu ăn hai bà dạ, cháu. Dạ. Dạ. Sáng thì đi giữ em bé thì nấu cơm sẵn để cho nó ở nhà về đi học nó có ăn. Cô đi giữ em bé? Dạ, sáng giữ em bé, chiều thì làm chuyện. Rồi đi lặt rau cải nữa hả? Dạ. Vậy làm 2-3 công chuyện. Rửa đồ cho người ta. Rửa chén ở đâu luôn? Dạ, rửa đồ người ta bán. Dạ. Bằng vậy nó mới được cái tiền chứ. Người ta cũng bán ế ẩm. Là cô làm cái công việc mà làm mướn như vậy là bao lâu chưa cô? 2 năm mấy rồi. Về đây là bằng 2 năm mấy rồi. Dạ, được 2 năm mấy rồi. Hồi đó ở dưới quê đi bằng lúa, bằng cỏ rồi cho người ta. Quê cô lúc trước là ở đâu cô? Ở sáng Nha Trang. Là ở dưới thì cô cũng vẫn làm mướn làm thuê cho người ta. Mà có mướn đi làm cắt lúa rồi. Dạ. Bây giờ người ta cũng mặn hết, người ta đâu có mướn mà. Ở dưới Bình Dương rồi, mấy người ta mạnh khỏe, ở dưới Bình Dương mặn hết rồi. Dạ. Dạ. Rồi con gái nè, cho chú hỏi nha. Dạ. Rồi 2-3 bữa nay là con nghỉ học phải không? Dạ. Rồi bạn bè, cô giáo có biết được là sự ra đi của ba con không? Dạ biết. Rồi cô giáo bạn bè có tới đây thăm con không? Không, không có mẹ mấy bạn đem theo hoặc là không á. Có mẹ mấy bạn đến đây? Dạ, nhưng hoặc là không. À. Có một người bạn của mẹ của bạn đi lại cũng. Biết thì mới đi lại ha. Dạ. Chứ trong trường thì cháu Phương cũng không có báo. Lây quay rồi cũng không có xin phép được luôn. Ngọt ngọt quá rồi họ lo quên xin phép hôm qua này quên. Quên xin phép nhà trường để nghỉ học luôn. Quên rồi đi về nhắn với bạn xin phép cô. Rồi nghỉ rồi con tính chừng nào con đi học lại nè? Chắc là mơ con phải đi chứ đâu có nghỉ hoài. Chừng nào làm tan ba con xong rồi con đi. Mơ sáng bắt đầu đi. Cậy cho cháu nghỉ một ngày nữa đi nhưng mà điện báo cho nhà trường biết đó cô. Cho cháu nghỉ một ngày nữa đi để 3 ngày mở cửa mã cho cha luôn rồi hả đi. Sợ nó mất bài vở thì thua bạn bè nữa. Con ghi trước cô mà. Con ham học dữ không? Dạ. Bởi vì mới ham chứ xe đạp để đi tự đi học đó ha. Dạ. Thì nào con lên lớp 6 con sẽ về Sài Gòn. Mẹ chở con đi học. À. Ngoan quá học giỏi. Bà nội mất rồi mới được đi chứ bà nội còn nữa mới cho đi. Dạ. Tại nó ở nhỏ lớn quen rồi. Cô gắng kiếm người hay là cái gì kia buổi chiều tập xe đạp cho cháu ha. Dạ, dạ. Cô mượn bạn nó kế bên tập cho. Dạ để cho cháu tập chừng nào nhường nhuyễn rồi hả đi học bằng xe đạp. Dạ với lại cho nó biết chạy đi rồi từ từ nó cũng như là mình có tiền thì mình mua xe đạp điện cho nó thì lên dốc nó đạp cũng không nổi. Đi đây thì lên dốc xuống dốc đi. Dạ cái việc lên dốc thì mình dẫn bộ từ từ. Dạ. Chỗ nào bằng thì mình chạy. Dạ. Lên góc, giờ xuống góc ù ù. Còn nhỏ quá thì không nên chạy xe đạp điện á. Dạ, cô. Để dạ, sau này từ từ, để lớn lên đi. Lớn mới được chứ giờ mình tập cho nó chạy được thì cho nó chạy xe đạp này. Dạ. Nó đi học từ từ, thí dụ mình dạy nó cho nó dắt bộ từ từ nó đi.
cũng như nó đeo cái cặp trên xe thì nó nhẹ cho nó khỏi quải. Dạ. Chứ với cái cặp quải cũng nặng nề. Chàng ơi vô đây ngồi chú ơi. Cũng nghiệp không? Vô đây. Cả anh thích ngồi vậy. À, vậy là anh Chính này là anh Nguyễn Văn Chính là năm nay là 35 tuổi. Dạ. Hôm qua con đến đây mà thấy được có một số người để đưa tiễn anh cũng như là tới đây để lo. Dạ. Thì chắc cũng do cái góc ở dưới kia lên đây ở sau này, do đó cái người quen biết chắc cũng ít hả cô? Ít lắm mà nó về đây nó người ta cũng thương, chị em này kia sớm bạn bè thương. Đi lại có khi người già nó người ta cũng khóc. Ta cũng đốt nhang cho nên ta khóc. Dạ. Ta khóc thì nó còn nhỏ quá mà nó vắng số. Dạ. Rồi vậy cũng chiều rồi, con cũng bận để con đến đây con trao cái niềm ước mơ chiếc xe đạp cho cháu Phương, để cho cháu Phương có xe đạp để sau này để đi học đỡ vất vả cho cô hơn. Dạ. Nhưng mà trước tiên là con phải cố gắng tập xe đạp biết chạy nè. Cái thứ hai nữa là cẩn thận. Dạ. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Dạ. Nha con. Dạ. Chỗ nào lên dốc cao quá khó thì mình dừng lại mình dẫn bộ xe đạp chứ mình không được chạy để đùa giỡn hết nha. Dạ. Cố gắng học ngoan học giỏi nha. Dạ. Con học ngoan học giỏi thì bà con cô bác cũng như là mẹ của con hay bà ngoại gì người ta cũng tiếp tay để tiếp với bà nội để lo cho con học đến nơi đến chốn. Như chú cũng vậy nè, ví dụ chú mà lâu lâu có đi ngang chú ghé thăm con học giỏi học ngoan chú cũng tặng quà cho con để động viên tinh thần cho con để cố gắng phấn đấu sau này trở thành một con người tốt đẹp ha. Dạ. Dạ vậy hả cô? Dạ cũng cảm ơn chú nhiều với các cô chú. Dạ. Dạ. Cao Hớn cũng xin gửi lời cảm ơn chị Út ở Đài Loan cũng hỗ trợ thêm cái phần chiếc xe đạp để cho ước nguyện của cháu Phương có được một xe đạp để đi học. Dạ. Rồi Cao Hớn mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.